khi mở mở một đoàn nữa thì phải có một lực lượng diễn viên khác để duy trì mặt bằng nữa, khoảng 140 triệu nữa, và thêm nữa là chi phí đi lại, điện nước và sinh hoạt cho các bạn. Khi mà mình mở thêm một đoàn nữa thì đồng nghĩa với thêm 20 mấy người nữa có thể có công ăn việc làm ổn định hơn. Nghe các bạn nói và thực sự tôi cũng rất là chia sẻ với các bạn. Tôi thì không quan trọng về vấn đề chia lợi nhuận, và chính các bạn cũng là cái người mà tôi cảm thấy rất là khó khăn để hội nhập với cả cộng đồng. Vì thế mà tôi đồng ý hỗ trợ các bạn là 1 tỷ với 10% offline. Dạ, em xin cảm ơn chị rất là nhiều, và cho em xin một chút xíu thời gian nữa thôi. Em nói thật luôn, nếu bây giờ một ca sĩ lô tô họ không hát lô tô nữa, bước ra ngoài họ không xin được việc. Tôi rất hiểu điều đấy, cho nên là tôi sẵn sàng giúp cho các bạn có công ăn việc làm và vừa để có thể kiếm sống trong những cái lúc khó khăn. Dạ, em cảm ơn chị đã hiểu và rất là đồng cảm với tụi em. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Cái câu slogan của bạn lan tỏa năng lượng tích cực, và tôi luôn luôn thích được lạp vào trong mình mỗi một ngày là những cái tích cực để mình tái tạo lại năng lượng mình làm việc. Nhìn bạn á là cũng thấy bạn tràn trề năng lượng. Vâng, em cảm ơn ạ. Và bạn có thể truyền được rất nhiều cảm hứng cho những người khác. Và tôi thích được đồng hành cùng với bạn. Bản thân tôi rất thích các điệu nhảy, nhưng mà tôi lại không biết điệu nhảy gì cả. Vừa xong các bạn mời và tôi không dám lên sân khấu là vậy. Và thực sự là bạn đang chú ý sức khỏe đến cho chị em phụ nữ. Thế cho nên vì vậy mà tôi có một cái đề xuất với bạn như thế này. Với cái số tiền mà cái công ty đánh giá của bạn rất là cao, vì là tôi thích, cho nên tôi vẫn có cái đề xuất 10 tỷ cho 35%. Không phải chỉ có sát thủy đâu, mà tôi cũng có các văn phòng bảo hiểm trên toàn quốc. Còn những cái khiếm khuyết vừa rồi mà Sát Thủy rồi Phát Dũng hỏi ấy, về vấn đề quản lý rồi về vấn đề lỗ lãi rồi tất cả vấn đề, thì tôi có một đội ngũ về tài chính sẽ giúp bạn để chúng ta có một định hướng chiến lược rõ ràng khi tôi vào với bạn. Trong suốt 7 năm, cái nguồn cảm hứng đối với em chính là những học viên, những câu chuyện của họ mà em đã phần nào giúp họ thay đổi cuộc sống cũng như là truyền cho họ cái cảm hứng. Tôi cũng giống như bạn đấy, tức là muốn tất cả chị em phụ nữ đều đẹp. Tôi bạn có thể đem đến niềm vui cho 50% dân số Việt Nam. Tôi muốn bạn trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, lan tỏa đến cho phụ nữ Việt Nam. Câu chuyện này là hướng đến sự bền vững và các bên có thể tự vận hành. Tôi thích cái mà bạn đang hướng tới làm sạch cho cộng đồng của mình. Thế thì đây cũng là một cái ý tưởng rất hay, và bạn đã bỏ ra 1 tỷ. Thì tôi muốn thêm 1 tỷ vào với bạn và chúng ta cùng nhau sở hữu công ty. Chắc chắn tôi sẽ hỗ trợ bạn này, bởi vì sao? Bạn đã có những cái định hướng rất là tốt. Chắc chắn tôi vào tôi sẽ giúp được bạn rất nhiều thứ. Tôi cũng không mong muốn được chia lợi nhuận, và tôi nếu có được từ bạn chia, tôi sẽ dùng toàn bộ những cái lợi nhuận mà bạn kiếm được, tôi lại quay ngược trở lại để bạn giúp cho cộng đồng.